Nếu mà mình là cha mẹ Và căn nhà này là nơi mà các bạn ấy sinh ra và lớn lên Nếu mình và căn nhà này không dạy cho các bạn ấy Thì không thể nào trông chờ ai dạy cho các bạn ấy được Tức là một căn hộ Nó chỉ có thể có sức sống nhiều năm ý. Khi phải có cái trải nghiệm Thì nó phải có con người ở trong đấy Cái nhà này hay thế Nó nhộn nhịp, nó vui thế Bởi vì nó có sức sống đấy Còn bình thường các đồ vật này không đem lại được Đúng Khi mà chưa có con ấy, Thì mình nghĩ là mình sẽ thấy rất là phiền khi mà trẻ con nghịch bẩn này hay là tô vẽ lên tường Có rất là nhiều người không thích con vẽ lên tường đâu Chính những cái ngây ngô, những cái nguyệt ngoạc hồi bé đấy lại là một cái điều mà khiến cho mình cảm thấy rất là trân trọng Và mình có một cái cảm giác à đây chính là cái ngôi nhà của mình Căn hộ mà mình nói là nó như là một cái cơ thể ấy, Thì nó phải được trả lời bằng thời gian Chứ không phải là uh, hấp dẫn uh, một hai năm bán hàng hết thì là Mỗi người đều tìm thấy được cái sự an trú và cái dấu ấn riêng Và cảm thấy mình thuộc về cái không gian đấy, về cái ngôi nhà đấy Đó mới là định nghĩa về, về một tổ ấm cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Home Mentor. tôi là bếp hốt của chương trình. À, hôm nay là một ngày thu Hà Nội rất là đẹp trời, tôi rất là vui khi được ngồi đây cùng với là những người bạn của mình là Minh Trang và anh Tuấn đến từ Văn Phú Invest. Minh Trang thì chắc là tôi không cần phải giới thiệu nhiều nữa, còn à, anh Tuấn có thể tự giới thiệu cho khán thính giả của chương trình về nghề nghiệp của mình ạ. Tôi là Lê Tuấn là chuyên gia của văn phú tất nhiên là rõ ràng là cái nghề bất động sản này thì có phải có xuất xứ từ xây dựng rồi mình là kiến trúc sư thì có gắn bó với văn phú cũng nhiều năm trong cái việc mà xây dựng các cái không gian cho cho cư dân giống như nhà của minh trang đấy minh trang trước khi mà bạn đến với căn hộ này thì bạn đã trải qua bao nhiêu lần đổi nhà rồi nếu mà không tính căn nhà mình ở cùng với cả gia đình từ hồi nhỏ Mặc dù hồi đấy là cũng chuyển khá là nhiều nhà. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu ra ở riêng và có gia đình riêng của mình thì để xem nào. Đây là căn nhà thứ 1, 2, 3, 4, 5. Căn nhà thứ 5. <laughs> ờ, trước đây ấy, thì có một cái đặc điểm rất là riêng của nhà mình. À, không giống như các gia đình khác là bởi vì mình có nhiều em bé. Ví dụ những gia đình mà chỉ có một hai em bé thôi thì cái nhu cầu thay đổi không gian với mọi người có vẻ nó không cấp thiết lắm. Nhưng với mình khi mà từ 1 đến 2 rồi 2 sang 3 là nó khác rồi, 3 sang 4 nó lại càng khác nữa. Ngoài việc là cần diện tích lớn hơn để có nhiều phòng ngủ hơn phù hợp với nhiều người hơn thì bản thân cái việc tìm kiếm một cái khu vực uh, sinh sống mà nó có đủ không gian để thân thiện với các bạn nhỏ ấy. Để các bạn ấy có thể uh, chạy chơi ở ngoài Có thể uh, chơi thể thao Có thể đi bộ, đạp xe uh, Quanh cái không gian xung quanh nhà uh, Có nhiều cây xanh Cho các bạn ấy có những cái hoạt động ngoài trời Thì um, khi mà mình có con Và mình có đông con Thì mình mới bắt đầu nảy sinh ra cái nhu cầu đấy Thì có một lý do nữa là um, Mình cũng rất là coi trọng Cái việc học của các bạn ấy Thế nên là uh, nhà ở đâu Nó rất là phụ thuộc vào việc là trường của các bạn ấy ở đâu làm sao để các bạn ấy có thể ở nhà gần trường nhất có thể để việc di chuyển từ nhà đến trường nó hạn chế cái cái thời gian di chuyển uh, tối đa và các bạn ấy không bị mất quá nhiều thời gian cũng như là năng lượng và mệt mỏi khi phải uh, đi học và đi học về mỗi ngày như vậy thì có thể thấy là quan điểm về ngôi nhà của bạn sẽ thay đổi theo thời gian thì cho đến bây giờ ngôi nhà thứ năm này chẳng hạn bạn thấy là con điểm của bạn đến nay về một ngôi nhà mơ ước của mình là như thế nào? Mình thấy cái việc uh, ngôi nhà trong mơ này với việc gu uh, nhà cửa rồi uh, sở thích về chọn nhà ấy nó khá là giống với cái cái hình mẫu về uh, bạn trai hay là người chồng tương lai của mình. Nên là anh Tuấn có nghĩ thế không? Khi mà mình chưa có bạn trai, chưa có chồng, mình chưa sở hữu nhà thì trời ơi mình có rất nhiều những cái mơ ước rồi thật là nhiều những cái hình dung là nhà mình phải thế nọ thế kia thế nhưng mà khi mà mình trực tiếp bắt tay vào xây hoặc là sửa sang một cái ngôi nhà cho chính mình cân đo đong đếm tất cả những cái nguồn lực nhu cầu hoàn cảnh mong muốn của gia đình mình thì uh, cái sự trong mơ đấy uh, tất cả những cái mong muốn rồi bao nhiêu cái hình mẫu rồi uh, cả một cái list pinterest rất là dài mình lưu rất nhiều hình ảnh về những ngôi nhà đẹp ấy nó không thật sự giống cây ngôi nhà trong thực tế của Anh mình. Anh nghĩ cái việc đấy nó rất là rất là dễ giải thích nhá. Và Tức là bao giờ lúc đầu khi em làm cái gì thì em cũng có một cái giả thiết. Ừ. Đúng không? Thế thì cái giả thiết này nó đi ra cái đáp số, tìm nhà nó cũng là như vậy. Thì rõ ràng cái thời điểm em tìm nhà cái đây 10 năm nó khác cái thời điểm em tìm nhà cái đây 5 năm bởi vì cái giả thiết tại thời điểm đấy nó khác nhau. Thế rõ ràng là cái, cái, câu chuyện đấy nó sẽ thấy ra giống như em vừa nói là tự nhiên mình cái thấy là từng thời điểm nó có những cái cảm giác cái nhu cầu nó khác nhau. Ừ. Đấy thì 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 chắc là nó, nó lý giải rất rõ là là tại sao cái thời điểm mà ví dụ như là mình đi tìm hiểu giống như nhiều người chưa lập gia đình ấy Đúng thì mà. nó hoàn toàn khác. Nhưng đến khi mình có uh, gia đình nó khác và đến khi có hai đứa con nó khác, rồi có bốn đứa con nó khác, bởi vì nó tiến theo cái tiến trình của 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 cái hoạt động gia đình cũng như trong đấy nó đong các cái 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 câu chuyện về kỷ niệm và các cái 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 trải nghiệm. Rõ ràng là nhu cầu nó phải thay đổi chứ. Đúng, nó em, là nghĩ, trình mà. em em cũng nghĩ có một cái cái cách diễn đạt nó rất là chuẩn là ngôi nhà nó cũng lớn lên cùng với cả uh, gia đình của mình cùng với cả các em bé của mình luôn. Những anh chỉ thắc mắc là cái mà anh thấy em nói là mình có bốn năm lần rồi ấy, thì ừ. ngoài cái câu chuyện nhu cầu nó có cái thứ khác nhé, tức là mình ở trong một cái vị trí uh, khác nhau. thậm chí ví dụ như lúc đầu có thể là hai ba cái nhà ban đầu là em ở nhà thấp tầng thì sao, ở nhà riêng thì sao và cái câu chuyện nhà ở riêng ấy nó rất khác nhà ở chung cư bởi vì tương tác không gian môi trường và quan hệ con người để nó khác nhau. Rồi trẻ con mình nó cũng có những cái không gian quan hệ khác nhau. Ví dụ như em ở nhà riêng thì thì là có khi tương tác là em chỉ ra hàng xóm hoặc em ra ngoài đường, đang. hoặc em ra ngõ. Nhưng cái chung cư thì nó lại có những cái cộng đồng sinh hoạt. Ví dụ như ở đây này, chẳng hạn ví dụ thế. Thế là rõ ràng là cái câu chuyện uh, đấy là nó rất khác nhau. Rồi là à tại sao khi mình chuyển thì mình ở nhà uh, đang ở nhà riêng nhà thấp tầng mình lại lên nhà chung cư. Tức là những cái thứ đấy nó là phải là cái sự trả lời của mình trong quá trình trải nghiệm. Cái câu chuyện chuyển nhà của em nó lại khá là riêng tư. Thực ra cái ngôi nhà ở riêng đầu tiên của em cũng vẫn là nhà chung cư thôi. Khi mà em có bạn đầu tiên. Thế nhưng mà cái suy nghĩ quan quan điểm và cái tư duy về về tài chính, về tài sản lúc đấy nó rất là khác. Hồi dưới 30 thì em không bao giờ nghĩ là em sẽ sở hữu một căn nhà. Nên là bốn căn nhà đầu tiên là chỉ có đi thuê thôi. Vì đi thuê nên là cái độ ràng buộc nó rất là thấp với anh. Ừ ừ. À, nó cũng có cái hay của nó là mình không bị ràng buộc nhất nhất vào một cái căn nhà nào đấy, mình sẵn sàng có thể dễ dàng mình chuyển nếu như mình cảm thấy không ưng không gian đấy hoặc mình cảm thấy có một khu vực khác nó phù hợp hơn. Nó gần hơn với cái nhu cầu sinh hoạt hay là học tập của con cái của mình, nó mang lại cho mình rất là nhiều cái linh hoạt. Thế nhưng mà ngoài 30 thì mình lại có một suy nghĩ khác là ừ đã đến lúc mà mình cần sở hữu một căn nhà rồi cả tuổi thơ của em là sinh ra lớn lên đi học đến cấp 3 cũng chỉ loanh quanh 2 km tính từ tháp rùa thôi và vì thế là bốn căn nhà trước đây cũng chỉ đều loanh quanh cái khu vực uh, hai bà trưng hoàn kiếm thế nhưng mà đến cái căn cuối cùng này khi mà em có bạn uh, thứ tư thực ra cái căn nhà này em chuyển về thực ra chỉ trước ngày dự sinh bạn thứ tư nhà em có đúng một tuần rồi ai à, cũng mắt tròn mắt dệt là tại sao mình lại chuyển nhà như thế và cái khu vực mà em lựa chọn cho cái căn nhà này thì nó lại cách trung tâm phải đến cả 10 km là một quyết định rất là lớn với mình cũng phải suy nghĩ cân đo đong đếm nhiều và cho đến bây giờ thì mình cảm thấy mọi thứ rất là vừa vặn và hài lòng với cái quyết định đấy Tôi thấy khi mà bạn đang ở một cái nơi mà đã quen ví dụ như là xung quanh Hồ Gương ra được khỏi đây cũng là ao con phát rồi của mình ấy chứ tức là tôi nghĩ là cái cái quan điểm về việc lựa chọn một cái căn nhà nào để phù hợp với cả mình thì nó sẽ cũng thay đổi theo thời gian vậy thì bạn sẽ có cái checklist gì để mà lựa chọn cái căn hộ mà phù hợp nhất với bạn uhm, thực ra mình lại không phải là một người quá nguyên tắc theo kiểu là uh, viết tất cả mọi thứ ra đâu uh, lý do vì sao mà mình lại lựa chọn cái căn hộ này nó cũng là một cái duyên và một cái may mắn đó là cái dịp Tết nguyên đán ngay trước uh, cái năm mà mình chuyển về đây thì có đến thăm nhà một gia đình anh chị bạn cũng ở khu này và cho cả các bạn nhỏ đi cùng và đến đây thì tự nhiên thấy rất là thích bởi vì trước khi chuyển về đây ấy, thì cái căn nhà ngay trước đấy cũng là một cái căn chung cư mới xây từ dự án từ đầu mình nhận từ đầu mình chỉnh sửa từ đầu mọi thứ đều rất là theo ý mình mình ở đấy mình cảm thấy thoải mái chỉ có điều là không gian xung quanh nó không thân thiện với việc có con nhỏ thôi à cũng chưa đến mức quá cấp bách cần phải chuyển đi thế nhưng mà khi đến đây tự nhiên có một cái cảm giác rất là thích rất là thân thiện rất là gần gũi mình mình cảm thấy thật sự đây là cái nơi mà mình muốn đi về và một khi đã bước về nhà ở cái khu này là mình không có muốn đi đâu xung quanh nữa Thế còn anh Tuấn thì sao ạ? Cho anh hỏi luôn thế bởi vì anh nghe cái câu chuyện này thì nó đang diễn biến đúng cái cách mà ví dụ như Văn Phú là nhà phát phát triển bất động sản, những cái không gian ở như thế này này thì đây giống như cái cuộc là bọn anh nghe cái trải nghiệm của khách hàng đúng chưa? Chủ đầu tư bất động sản cũng là người mà nghe cái trải nghiệm đó và biến nó thành hiện thực, tức là tự họ phải tư duy cái ra được cái không gian thế nào để nó thỏa mãn những cái câu chuyện mà như em gặp phải hoặc là, hoặc là em lựa chọn. Thế thì rõ ràng ở đây là cái khi mình nói đến cái không gian này là không gian đang trong nhà nó là một cái căn hộ nhưng cái quyết định mà từ nãy giờ bạn kể toàn là cái thứ bạn cảm giác bên ngoài những cái đúng thứ đấy. bạn rất thích thì đấy đúng là gì đúng. tức là khi mà 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 một cái nơi mà bất động sản họ xây dựng họ phải tạo ra được một cái 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 sự thân thiện một cái sự gần gũi tức là đấy là sao là họ đã coi cái câu chuyện là cái con người là trung tâm rồi ví dụ như cái khu ở đây là rõ ràng là em đến em tạo em cảm giác cái thân thiện đấy bởi vì sao họ đặt cái vấn đề đấy ngay từ trong quy hoạch tức là cái con người nó là trung tâm trong cái hoạt động từ bên ngoài đến bên trong thì lúc đấy vào đấy thì cái căn hộ của em nó chỉ là cái cá nhân hóa đúng ạ đấy thì, thì cái cái đấy nó là chính cái mà giống như kiểu là đúng. tương tác đấy nói cách khác là cái giá trị mà cư dân hay là khách hàng đề cao ấy nó cũng trùng với những cái giá trị mà chủ đầu tư hoặc là những cái đơn vị phát triển bất động sản họ cũng trân trọng những cái trân giá trị y chang như vậy chứ còn thật ra bản thân vợ chồng em thì cũng không có quá nhiều nhu cầu gì cho bản thân cần phải là penthouse hay là có quá nhiều tiện ích phục vụ cho cái việc liên quan đến sở thích hay là thư giãn nghỉ ngơi gì của bản thân cả cái điều mà khiến cho em cảm thấy vui hài lòng cảm thấy rất là thích muốn về nhà đấy là việc nhìn thấy các bạn nhỏ của mình có thể thoải mái chạy chơi và có được cái sự an toàn thân thiện ở trong chính cái không gian nơi ở của mình và có một cái điều nữa em cũng nghĩ là cũng là cái vướng chung của nhiều gia đình trẻ khi mà tìm kiếm các cái khu vực để để lựa chọn để xây tổ ấm ấy đấy là mình chỉ thích những cái thứ mình biết thôi ví dụ như em không biết cái khu này nên là không thể nào ngay từ đầu mình mình biết là mình sẽ cần phải thích khu này thế nên là ngay cái cái căn nhà trước khi chuyển đến đây em đã thấy rất là hài lòng rồi thế nhưng mà uh, không có ai gợi mở cho mình là có một cái nhu cầu như thế, à, có một cái thứ như thế để để mình cảm thấy là mình mong muốn, mình mong cầu, thế thì đấy từ một cái mối duyên là đến chơi rồi được tới tận nơi để để trải nghiệm. chứ còn thực ra lúc đầu là mình đã rất là happy với cái căn nhà trước đây rồi nên cũng không có nhu cầu là cứ đi lang thang rồi tìm hiểu dự án nọ dự án kia để chuyển. Minh Trang đã có 5 lần chuyển nhà cho đến tận bây giờ Và bây giờ số lượng thành viên trong gia đình là đang có bốn trẻ con và hai người lớn Quân số là gấp đôi Thế thì có bao giờ bạn trong cái quá trình mà bạn chuyển nhà như thế Hoặc là bạn uh, thiết kế lại ngội, nội thất của cái căn hộ hiện tại bạn đang ở này Bạn có phải tham khảo ý kiến của các bé hay không? Ý kiến các bé có đóng vai trò quan trọng đối với bạn hay không? Tại vì tớ biết là cũng có khá nhiều nhà chỉ làm theo ý bố mẹ thôi cũng không làm theo ý trẻ con lắm thì tôi rất là muốn hỏi một người nhiều kinh nghiệm như bạn thực ra nhà tôi không phải chỉ chờ đến những cái việc lớn thật là lớn như là làm nhà với sửa sang nội thất là mới hỏi ý kiến của các bạn ấy đâu mà mình đều từ những cái việc rất là nhỏ hôm nay ăn món gì đi nhà hàng nào cuối tuần muốn đi đâu mình đều muốn là có sự tham gia của các bạn ý Uh, một là để có thêm cái sự gắn kết và các bạn ấy cũng có cái sự hào hứng thứ hai nữa là cho các bạn ấy tập cái thói quen ra quyết định và chịu trách nhiệm với cái quyết định đấy của mình thì căn nhà nó cũng rất là quan trọng bởi vì đó là không gian riêng của các bạn ấy mỗi bạn thì sẽ có một phòng rồi những khu vực chung thì các bạn ấy cũng có cái quyền chia sẻ và sử dụng cùng với những người khác thì chẳng có lý do gì mình không hỏi các bạn ấy cả uh, một là mình sẽ biết được rất là rõ nhu cầu của các bạn ấy hai là nhiều khi từ góc nhìn của trẻ con ấy Các bạn tư duy đơn giản lắm Mình thì dễ bị uh, rằng buộc và và quyến rũ về những cái thứ rất là loằng ngoằng phức tạp hóa vấn đề như các bạn ấy suy nghĩ rất là đơn giản và đôi khi cái tư duy đơn giản đấy nó lại giúp cho mình nhìn nhận mọi thứ nó dễ dàng hơn rất là nhiều và cái 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 điểm lợi cuối cùng ấy khi mà mình hỏi ý kiến các bạn ấy là uh, một khi các bạn ấy đã lựa chọn và quyết định và bày tỏ cái mong muốn đó và mình cũng đồng hành và đáp ứng cái mong muốn đó các bạn ấy thì các bạn ấy thật sự có cái cảm giác là được tôn trọng ngoài cái cảm giác được tôn trọng thì trong quá trình sử dụng tương tác với cái không gian do mình quyết định và mình đóng góp ý, ý tưởng ấy thì các bạn ấy cũng thấy là mình cũng cần phải có trách nhiệm với cái lựa chọn đấy của mình và cũng thấy là mình cần phải đóng góp vào uh, cái việc duy trì uh, quản lý sắp xếp những cái khu vực đó nhà mình thì có ba bạn đầu thì là ba bạn gái thì các bạn gái thì thường có đặc điểm chung là các bạn ấy rất là tỉ mỉ hay thích sắp xếp rồi sờ mó cái đồ nọ đồ kia thế nên là hầu như những cái khu vực mà bày biện những cái đồ mà mang tính trưng bày kỷ niệm là các bạn ấy phụ trách hết rồi những cái không gian liên quan đến um, bếp núc này rồi giá sách đồ dùng ở trong phòng của các bạn ấy cũng do các bạn ấy tự xử lý nhiều khi uh, mình có một mấy cái ngăn mà xếp bát đũa với nhau á thường hàng ngày mình cứ có đồ rửa rồi mình xếp vào nhưng mà những cái lúc mà tổng vệ sinh cần sắp xếp lại thì bạn đây và bạn với mì, mì là hai bạn lớn nhất nhà mình là sẽ chuyên phụ trách là sắp xếp bởi vì các bạn ấy cái tư duy về sắp xếp rồi à, tận dụng không gian rồi xếp chồng đồ nọ đồ kia từ to đến nhỏ như nào các bạn ấy siêu hơn mình rất nhiều và các bạn ấy có nhiều thời gian ấy bạn thấy con bạn siêu hơn bạn thì giống tớ đấy Tớ thấy bạn lớn nhà tớ cũng thế Cái cách mà bạn ấy bố trí màu sắc Với là sắp xếp đồ cực kỳ hợp lý luôn Tớ thậm chí là tớ còn phải học Đôi khi mình lười một tí Thì uh, mình lại tạo cho các bạn ấy Không gian và cơ hội Để để các bạn ấy lớn hơn Và mình cũng nhàn hơn ấy. Và em thấy anh Tuấn ạ à, kiểu Trẻ con nó có những cái góc nhìn rất hay Rất là mới mà kiểu Người lớn mình sau một cái quá trình dài Mình ra ngoài kia thì mình mất hết cả cái góc nhìn đấy Của con trẻ con trẻ đóng góp cho là bố mẹ nên bày cái này ở đây này thì nó sẽ nổi hơn màu này kết hợp với cả cái tủ này thì nó thì nó sáng hơn cả cả cái không gian đấy mà cái đấy những cái góc nhìn đấy rất là lạ hòa cách bạn bày biện những cái con giống của bạn đi siêu tập được rất hay luôn và tớ cảm thấy là mình trong quá trình con cái mình lớn lên trưởng thành trong cái tổ ấm trong cái ngôi ngôi nhà của mình ấy, thì mình cũng thấy là mình mình vẫn còn có thể học hỏi được rất là nhiều những cái thứ mỗi ngày một cái thứ mới quan sát từ các cái bạn từ các cái cách bạn các bạn ý sinh hoạt ở trong nhà như thế từ vợ mình đến con mình à tại em em mà đều học được. Thực ra cái ý anh Tuấn nói rất là chuẩn, nghĩa là khi mà mình làm một cái gì đấy liên quan đến không gian, sinh hoạt thì ngoài việc những cái thứ liên quan, ngoài những thứ liên quan đến thẩm mỹ, mình nhìn mình thấy đẹp, cái phong cách đấy mình thấy thích thì cái công năng với cả sự tiện dụng trong quá trình sinh hoạt mà nó phục vụ chính cái nhu cầu hàng ngày của những thành viên trong gia đình mới là cái cốt lõi ví dụ mình mua một cái thảm rất đẹp nhưng mà nó không tiện nó khó chịu hàng ngày đi ra đi vào mình nhìn nó mình chỉ thấy vướng mắt thôi thì uh, sau khi chuyển vài căn nhà đến cái căn nhà này thì em đã rút ra được cái cái bài học đấy nên là tuy anh nhìn vào thì nó là kiến trúc như anh gọi tên là neo classic thực ra lúc đầu em làm em cũng không biết nó là neo hay là nó là cái gì đâu lưu vài hình ở trên uh, mạng về thấy đẹp xong rồi mình mình <laughs> dần dần mình phát triển cái ý tưởng ấy lên thì tuy là cái tổng thể nó như thế thế nhưng mà đi sâu về chi tiết thì um, nó có những cái sự tiện dụng và linh hoạt cho việc có trẻ con ví dụ có những cái khu là uh, cái khu vực phòng chơi của các bạn nhỏ thì em sẽ bỏ luôn các cái cánh tủ chỉ làm các cái đợt thôi các bạn ấy có thể dễ dàng để uh, các cái sọt nhựa ấy giỏ nhựa để các bạn ấy để đồ chơi hay là để sách chuyện rất là tiện dụng mình không bị vướng vào cái việc là mình nhất nhất là mình phải theo một cái phương pháp gì uh, một cái cái phong cách gì hay là cả khu vực bếp cũng thế không nhất thiết là nhà có trẻ con thì hình hài hay là màu sắc hay là thiết kế nó phải là theo kiểu hoạt hình hay là xanh đỏ của trẻ con không phải như thế thế nhưng mà mình bố trí công năng với cái tinh thần là mình có trẻ con ở trong đầu ví dụ như khu vực bếp thì em chia ra uh, và mình sử dụng rất nhiều ngăn kéo ngăn kéo thì nó sẽ có nhiều các cái tác dụng một là nó tối ưu cái không gian để đồ thứ hai nữa là nó vừa tầm với các bạn nhỏ các bạn ấy có thể dễ dàng thao tác cất bát đũa khi mà đã rửa sạch này khuyến khích cái việc các bạn ấy tự lập tự phục vụ không bị phụ thuộc vào bố mẹ rất là nhiều căn nhà mà mình đến chơi đến thăm cực kỳ đẹp nhìn không khác gì nhà mẫu trên tạp chí nhưng mà nó lại không thân thiện với trẻ nhỏ cái thì quá cao cái thì quá nặng cảm giác như là va vào đâu cũng không không có cái cái dấu ấn cũng như là các bạn ấy không thuộc về cái không gian đấy thì đấy không phải là thứ mà em hướng đến tức là anh thấy cái câu hỏi của em nhé ở trong đấy nó có hai cái hai cái câu trả lời à, tức là hai cái hướng trả lời ví dụ như Minh Trang là một người mà mình một cá nhân sử dụng không gian mình có cái nhu cầu như thế là rất cá nhân hóa. Thế nhưng đứng trên góc độ của một nhà phát, phát triển bất động sản như 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 Văn Phú xây dựng một cái chung cư này tức là do rất nhiều người ừ. đúng không em? Rất nhiều người thế thì làm sao để mà cái cái tính tổng thể vẫn đạt được nhưng cá nhân vẫn có? Thì cái bài cũng, toán của anh khó hơn của em Thế thì về bản chất đấy nó chính là cái câu chuyện Mà mình khi mà đặt đến cái việc đấy Thực ra nó nó phải là có từ đầu ừ. Tức là trong cái nhà này này nó có một số cái thứ Mà nó thuộc về cái phần cứng Là rất quan trọng trong không gian môi trường ở Đảm bảo rằng là gì tốt nhất Môi trường không gian thông toán nhất Cấp gió, ánh sáng tốt nhất Đúng, đúng chưa? Thế thì cái đấy là phải là chủ đầu tư Phải làm được cái việc đó Thế xong đấy rồi thì cái cá nhân hóa nó sẽ phải Để lại cho cho mình làm ừ. chứ ví dụ như nếu mà chủ đầu tư ấn định toàn bộ các một cái thứ rất là phích theo cái của mình ví dụ theo một cái độ tuổi trẻ nào đấy theo một nhu cầu nào đấy thì lúc đấy có khi vào lại em lại phải rất mất công để em Đúng điều chỉnh lại nó thế thì câu chuyện ở đây nó phải là hài hòa giữa cái hệ thống là chuẩn trong một cái sức khỏe của một căn chung cư với cái cá nhân hóa phải dừng lại ở cái vị trí đấy để đảm bảo rằng các bạn vào các bạn cá nhân hóa cho phù hợp với mình nhưng lại vẫn nằm trong một cái hệ thống mà nó, nó tốt nhất về, về 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 môi trường cho cư dân ừ đấy là cái cách giải quyết là nó phải được như thế đúng bởi vì như những bà nội trợ hay là những người phụ nữ trong gia đình như em khi mà nhìn vào một căn hộ nhất là lại có cơ hội đi thăm mấy căn nhà mẫu thì mình rất dễ và rất nhanh bị cuốn rũ bởi những cái chi tiết rồi phần mềm ấy tủ kệ rồi đồ trang trí nọ kia mà mình không hề biết được là như anh tuấn nói có một thứ rất hay là cái sức khỏe của căn hộ rất là quan trọng hệ thống thông gió hệ thống chiếu sáng các cái khu vực mình không biết về kỹ thuật nên là mình không thấy nhưng mà khi sử dụng là nó lòi ra cái sự đúng bất rồi, tiện ngay đúng, đúng, đúng. ví dụ như là vị trí lô ra diện tích lô ra thiết kế cửa sổ như thế nào để không bị gió lùa không bị hắt nước khi mà trời mưa rồi gió mạnh các thứ nó vẫn đảm bảo an toàn rồi ngay cả việc kết cấu của những cái cửa làm thế nào để đóng mở tiện dụng giảm ồn hay là túng lại tất cả mọi thứ nó không nhìn ngay lập tức và mình không thấy bị quyến rũ ngay lập tức nhưng mà nó là một phần rất là quan trọng của căn hộ của mình rất là chính xác đấy tớ tớ cũng thấy cái cái này rất là quan trọng nhá thành ra nhiều khi là mình cứ ham những cái chi tiết ấy rồi là tủ kệ nó là như thế nào nhưng mà thật ra ấy, cái vai của một căn nhà thì đối với tớ rất là quan trọng thế là tớ vào đấy tớ cảm thấy ờ ừ, thật sự là là, là, là âm cúng tớ cũng có được cái là được đi thăm rất là nhiều nhà của các các bạn của mình rồi nhưng mà có những cái căn nhà mình bước vào một cái mình cảm thấy là ok nó có nó như có một cái luồng khí rất là đặc biệt rất là khó giải thích tức là mình vào đấy là mình cảm nhận được là ô oh, cái cái không gian này mọi người ở trong đấy và thật sự là đang ở trong đấy thật sự là rất yeah. là âm cúng nó toát ra yeah. cái đấy nhưng mà có những cái ngôi nhà mình bước vào mình cảm thấy nó nó khá là lạnh rồi nó cảm thấy nó có những cái khoảng cách không biết là mọi người có cùng cái 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 cái, cái cảm cái, cái, nhận đấy không cái cảm nhận của em nó rất là đúng nhá thì anh anh nghĩ là minh trang sẽ trả lời được rất là rõ cho cái trải nghiệm cá nhân này bởi vì á theo cái cách mà như 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 một anh là cái nhà mà có chuyên môn ấy thì khi mà xây dựng một cái mới là phải giải quyết được cái câu chuyện đấy bởi vì bản thân một cái tòa chung cư này nó hàng trăm căn hộ hàng rất nhiều con người đến đây sinh sống và họ trải nghiệm ở trong đấy mà nên nên là nếu mà để tồn tại cái việc mà như như em vừa nói thì, thì nó rất là rất là có vấn đề nên thường ý thì là À, khi mình đặt vấn đề một cái phần cứng như lúc nãy anh nói thì cái phần cứng đấy nó phải giải quyết được cái câu chuyện cái môi trường ở trong đấy và nó giải quyết được cái vấn đề mà cái cảm giác người ta vào cảm giác người ta vào chính là cái người ta đập vào hết những cái giác quan của người ta đúng không đập hết vào giác quan thì em thấy nó là là nó rất là ok nó rất là thân thiện sau đó rồi người ta mới thấy là à khi đấy thì có cái nhà này mình có cái đặc có cái đặc thù này cái nhà kia có cái đặc thù kia và một cái điểm cuối cùng như anh nói vật liệu ở trong này như em đang làm đấy cực kỳ quan trọng không nói gì có trẻ con hay không có trẻ con nhé nhưng mà từ những cái, chuyện là cái cái nước sơn đến các cái vật liệu gỗ này nó có phát thải hay không nó có đúng nghĩa biển vương nó có nhãn xanh hay không bởi vì cái người mua lúc đầu mình đâu có biết cái việc đấy nhưng em vào em trải nghiệm cái việc đấy và lúc đấy nó mới sinh ra là cái chuyện mà em có thấy là à một hai tháng sau em thấy còn tươi như em lúc đầu nữa không hay là lúc mỗi tháng sau mình thấy nó không tươi nữa và hát hơi sổ mũi rồi các, các thứ đấy thì, thì, đấy là cái câu chuyện mà anh nói rất là tổng tổng thể là khi mà mình vào mình cảm giác một điểm cuối cùng nó nữa là gì Tức là một căn hộ nó chỉ có thể có sức sống nhiều năm ý, khi phải có cái trải nghiệm. Ví dụ như anh nói nhé, khi em làm ra em có thể thấy là căn hộ này rất tốt, rất hay, rồi cũng hợp đấy, nhưng nó chưa 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 ăn thua bởi vì nó phải có con người ở trong đấy. Con người trong đấy ví dụ như em có bốn đứa con đúng không? Sau 2 năm, 3 năm cái trải nghiệm ở trong cái căn hộ nó để lại trong đấy không phải là chỉ kỷ niệm. Nó để lại cái sức sống ở trong đấy. Nên là khi đấy 2 3 năm em đến đấy em thấy cái nhà này hay thế, nó nhộn nhịp nó vui thế bởi vì nó có sức sống đấy còn bình thường các đồ vật này không đem lại được cái đấy đúng những người như anh Tuấn ấy là tạo ra một cái house còn những người như Tớ như Bác như các gia đình đến cái house đấy thì chính mình sẽ là người tạo thành cái home. Ừ. anh đúng Tuấn rồi. là chỉ làm ra cái đúng nhà rồi. thôi còn mình sẽ phải là người biến cái nhà đấy thành một cái máy ấm, mái ấm của mình. thành một cái không gian mà đúng có rồi. màu sắc có mùi hương đúng có rồi. tinh thần có cái không khí có cái khí chất của riêng mình Trong một cái buổi nói chuyện lần trước của bạn với tớ thì bạn có nói là cái chia sẻ cái không gian cũng là cách mà thể mình thể hiện sự tôn trọng, yêu thương cũng như là việc san sẻ và dạy cho các con sống có trách nhiệm. Thì bạn có thể Chia sẻ thêm về cái ý đấy được không Khi bạn ở căn nhà này à, Mình nghĩ là cái việc mà dạy con ấy, Không phải là Những cái lúc mà mình khều khều con bảo Con ơi con ra con ngồi đây Mẹ dạy con cái nội kia là dạy đâu Trẻ con nó sẽ học một cách rất là bị động Từ mình, từ những người lớn xung quanh Từ việc mình tương tác, mình sắp xếp, mình tổ chức cuộc sống Thì uh, Mình nghĩ là ngoài kiến thức học ở trường lớp Hay là những cái môn năng khiếu học thêm Thì cái ý thức trong việc tổ chức cuộc sống ý thức trong việc tổ chức cuộc sống bao gồm là tự lo liệu tự lập hay là san sẻ với những người xung quanh hỗ trợ bố mẹ và các anh chị em trong nhà làm việc nhà hay là chia sẻ những cái vấn đề khó khăn với mọi người rồi tổ chức cuộc sống sắp xếp đồ đạc gọn gàng biết chăm sóc cho căn phòng của mình cho những cái đồ dùng cá nhân của mình cho không gian chung có ý thức cho các cái khu vực chung của gia đình ấy là một cái thứ mà nếu mà mình là cha mẹ và căn nhà này là nơi mà các bạn ấy sinh ra và lớn lên nếu mình và căn nhà này không dạy cho các bạn ấy thì không thể nào trông chờ ai dạy cho các bạn ấy được thế nên là mình rất là muốn tranh thủ cái giai đoạn những cái năm tháng đầu đời của bạn ấy cùng với cái sự đồng hành của bố mẹ cùng với cái thực tế với căn nhà này mình sẽ phải làm sao để dạy cho các bạn ấy được cái những cái điều đấy, cái tinh thần đấy. thì một số những cái chi tiết uh, nho nhỏ mà mình cài cắm vào cái căn nhà này, ví dụ như là các cái khu vực để đồ và sử dụng đồ cho các bạn ấy sẽ phải làm như thế nào để nó thân thiện với các bạn ấy và khuyến khích các bạn ấy có thể tự làm tự lập. ví dụ như là giá giày dép thì ví dụ bố mẹ thì để ở trên các cái ngăn tủ có cánh, còn giày uh, dép của các bạn nhỏ thì sẽ để những cái hộc sát uh, sàn nhà để các bạn ấy đi về là các bạn ấy có thể dễ dàng uh, cho dép vào và lấy dép ra thì càng đơn giản càng vừa tầm trong tầm tay dễ thao tác không bị phức tạp lằng nhằng thì mới càng dễ khuyến khích cái sự tự lập tự giác và gọn gàng của bạn ấy được ngoài ra thì mặc dù mỗi bạn nhà mình thì đều có phòng riêng thế nhưng mà đặc trưng là trẻ con ấy thì các bạn ấy vẫn muốn là cái giờ ngủ sẽ có cái sự gắn kết rồi thân mật rồi có chị có em với nhau thế nên là khi đi ngủ ấy thì uh, hai bạn nhỏ hai bạn bé nhất thì ngủ chung một phòng hai bạn lớn hơn thì ngủ chung một phòng thì khi mà cùng chia sẻ với nhau những không gian chung như thế thì mỗi bạn sẽ lại phải có ý thức và các bạn ấy tự phân chia công việc với nhau thôi ngày lẻ thì em dọn giường ngày chẵn thì chị dọn giường lại loại như thế rồi những cái khu vực xung quanh thế này mình sẽ quy định rõ là đâu là khu vực do con sử dụng và con chịu trách nhiệm con dọn dẹp mẹ nhắc bao nhiêu lần không dọn gọn nhàng thì con sẽ không được sử dụng cái khu vực đấy nữa hoặc là những cái đồ mà con để bừa bãi là bố mẹ sẽ cất đi con sẽ không được sử dụng nữa rồi sẽ có những cái khu vực để các bạn ý có thực hiện được những cái hoạt động theo đúng nhu cầu và sở thích ví dụ các bạn nhà em thì rất là thích chơi nhạc thế nên là 3 phần tư cái không gian phòng khách của gia đình thì lại không phục vụ không chủ đích phục vụ cho việc tiếp khách lắm mà chủ yếu là sẽ dành cho các bạn ấy set up một cái ban nhạc mini đàn trống rồi đủ các thể loại để các bạn ấy có thể sẵn sàng tập hợp lại với nhau và thoải mái sử dụng cái, cái không gian đấy bản thân vợ chồng em thì cũng làm việc liên quan đến kinh doanh start up thế nhưng mà em quan niệm là công việc là công việc nhà là nhà hầu như cái phòng khách này chỉ có tiếp bạn bè thân hoặc là ông bà bố mẹ trong gia đình lớn thôi gần như là không bao giờ tiếp khách ở cái phòng khách này cả rất là hạn chế việc đưa khách về nhà rồi ăn uống nhậu nhẹt rồi nói chuyện những cái thứ công việc gần gần như là cái phòng này sẽ cái không gian này sẽ phục vụ cho gia đình và những người thân thiết thế bạn còn nhắc đến startup thì việc cái quản lý một cái startup của bạn ấy so với việc mình quản lý cả một ngôi nhà này nó khác nhau nhiều không? Ồ, câu này rất hay. Nếu mà để đặt lên bàn cân ấy, cái nào khó hơn cái nào thì cũng chưa biết nha, chưa biết nha. Khó đấy, tôi nghĩ là khó ừ. đấy. Startup thì mình có rất là nhiều người hỗ trợ, có mid manager, có các bạn trưởng phòng, có các bạn thực thi, có các bạn nhân viên, các bạn ấy có chuyên môn các bạn ấy làm nhiều thứ. À, mình có người hỗ trợ. Thế còn với căn nhà này của mình? Thì với nhà mình thì mình là người gọi là CEO à? Giám đốc vận hành của các nhà anh này nghĩ, luôn. Anh nghĩ có một cái thứ mà ừ. nó rất khó nhá. Vâng. Tức là em có thể quản trị, quản lý CEO rất là tốt. Thế nhưng nó không đơn giản cái câu chuyện mà mình à, đang mình gọi là nuôi lớn những đứa trẻ đi. Vâng. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay mình biết rằng là đấy là đối tượng mình cần trân trọng và có cái hướng riêng của họ mà em có bốn đứa trẻ là bốn cái 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 sinh linh cần phải trân trọng các cái nhu cầu và các cái cái hướng của họ đúng chưa mình chỉ là hướng thôi thế thì thậm chí trong căn hộ của em là hai uh, năm nó khác mà bốn năm sau nó khác bởi vì sao những đứa trẻ nó lớn nó lớn là nó trải nghiệm những cái thứ mà nó khác khác biệt thay nó thay đổi đi và nhiều khi mình chính là cái người hướng dẫn mà theo cái 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 cái, cái tâm thức cái độ tuổi lớn của nó nó khác nhau thế thì kéo theo cái chuỗi trong nhiều năm đấy nó để lại mình nói là trong không gian này nó sẽ là cái kỷ niệm mà nó lưu giữ cái việc đấy và cái lưu giữ đấy nó là cái trải nghiệm là đúng hay không chính là bố mẹ dạy được nó đúng thì nó trải nghiệm đúng và nó sẽ lớn lên bằng một cách nhận định nó đúng và mình lại tạo cho họ có một cho đứa, những đứa trẻ để có những cái góc độ riêng bởi vì như cách thì em nói là em đang rất là là muốn các bạn ấy được được được, được uh, tự lực mà tự lực trong một cái, cái hình thể lớn đấy thì không phải là mình cần cho họ như là một cái CEO đâu CEO CEO là có luật có lệ có các thứ rõ ràng rồi nhưng đây là không thế nó là hơi có tương tác hai chiều mà nhiều khi ấy là là lại phải chịu cái giả dụ các bạn ấy mình gọi tạo các bạn là nhân viên đi thì nhiều lúc là lãnh đạo là phải chịu nhân viên đấy đúng không nhưng 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 mà về trên tổng thể lớn thì thì vẫn là một cái hướng lớn nhưng mà đấy mới là một cái thứ tạo ra đấy là gọi văn hóa gia đình có một điểm giống nhau là cả hai đều rất là nhiều đầu việc lắt nhắt <laughs> và thứ hai nữa là khác nhau cơ bản là em làm gì có ít trợ lý lắm vợ chồng mấy khi làm trợ lý đâu, Đang. còn còn ở cơ quan thì có khi mình trợ lý thư ký được các thứ rất nhiều, đúng. ban bệ các thứ. nhưng mà quản lý cả một ngôi nhà này với cả bốn bé, có lúc nào thấy mệt, bạn cảm thấy mệt không? mình thì lại có vẻ như là không giống số đông, là một người rất là thiên về chi tiết, làm việc chi tiết. Nên là việc sắp xếp, chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang nhà cửa lại là một cái thứ mà mình thích làm để xả stress. Những lúc mà mình ngồi máy tính làm những cái công việc liên quan đến sáng tạo, mình bí ý tưởng, mình không nghĩ ra được cái gì ấy, thì mình sẽ đi ra mình sắp xếp lại giá sách. Hôm thì sắp xếp theo chiều cao của sách, hôm thì sắp xếp theo mảng màu. <laughs> lôi ra lau dọn phủi bụi xong thi thoảng cầm một quyển sách lên lật dở vài trang ồ oh, mình lại nhìn thấy một hai cái ý tưởng ở trong cái quyển sách đấy mình lại vào mình làm việc tiếp hay là lau dọn cái cảm giác mà mình lau chùi mình rửa dọn một cái thứ gì đấy và mình tự dùng cái năng lượng của mình mình chuyển biến nó từ bẩn sang sạch từ bừa sang gọn từ xấu sang đẹp nó khiến cho mình có một cái cảm giác feel good ấy Mình cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu Rất là mình đang bí bách trong công việc làm mãi không xong hoặc là có một cái chuyện gì đấy khiến cho mình đau đầu mệt mỏi nhưng mà đấy mình rửa cái bát từ bẩn sang hai phút sau nó sạch luôn là mình thấy ờ đây đã có một cái việc này nó đã xong được rồi và một cái lớn nữa mà cũng là có thể là điểm chung với nhiều người đấy là khi bước vào một căn nhà mà mình cảm thấy nó gọn gàng nó chỉn chu nó sạch sẽ nó thơm tho nó ngay ngắn thì tự nhiên cái tầm nhìn của mình nó gọn gàng thì tự nhiên đầu óc của mình nó cũng sẽ thảnh thơi nó gọn gàng theo cho bây giờ mình bước vào một đi làm về mình bước về lại một căn nhà mọi thứ lộn xộn đồ đạc lung tung thì tự nhiên nó cũng ngay cả trong cái suy nghĩ và tâm trí và tinh thần của mình nó thấy nó cũng đã lộn xộn ngổn ngang rồi mà có một cái anh Tuấn có để ý không là nhà của Minh Trang là có một cái sự bởi vì nó đông người thế nên nó vẫn có một cái sự lộn xộn nhưng mà cái sự lộn xộn này là trong tổ chức tớ để ý từ cái khi mà tớ bước vào căn nhà của bạn hay là để ý từng cái góc tường rồi là những cái thứ nốt mà bạn để các bạn bé các bạn ý dán ở trên rồi cả những cái tranh của các bạn của bạn Daisy vẽ nữa tớ đã nói với bạn là tớ rất là thích mấy cái tranh đấy tranh vẽ con chó ở chắc là ở trên làng hào hức ở trên thái nguyên mà tớ cứ hâm mộ mãi tức là rồi là những cái nốt là những cái hình vẽ mà nó rất là nhỏ nhưng mà cái đấy nó đem lại cái sức sống tại vì nhá có rất là nhiều người không thích con vẽ lên tường đâu thì bạn có cách nào bạn xóa nhòa cái ranh giới giữa sáng tạo bừa bộn và khi nào mà bạn muốn bạn có bao giờ bạn muốn fix những cái thứ đấy không khi mà chưa có con ấy thì mình nghĩ là mình sẽ thấy rất là phiền khi mà trẻ con nghịch bẩn này hay là tô vẽ lên tường rồi làm phiền mình những cái không gian riêng tư hay là những cái đồ dùng đồ đạc của mình nhưng mà khi có con rồi không hiểu sao một cách rất là tự nhiên mình cảm thấy mình lại rất dễ bao dung với những cái đấy và mình thậm chí quay ngược lại mình thấy đấy là một cái gì đấy rất là dễ thương và có dấu ấn riêng của con đương nhiên là khi các bạn ấy nhỏ tuổi thôi bạn ấy làm với một cái tinh thần rất là ngây thơ ví dụ như cái mảng tường ở phía kia bạn bơ lúc mà bạn ấy 2 tuổi lúc đấy mới rộ lên cái phong trào pop ít ý bấm 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 đấy là bạn ấy vẽ rất là nhiều hình con gái con trai công chúa hoàng tử và cái váy to đùng ra xong rồi có các cái hình tròn Mình về mình chỉ nghiêm giọng Bơ, con vẽ cái gì đây Thế tự nhiên bạn ấy nằm sụp xuống như kiểu giả vướng ngất ấy Và lúc đấy mình buồn cười lắm Mà mình phải bụp miệng không dám cười. cười Lúc sau thì Các chị mới giải thích là mẹ ơi Em bơ em thì đang vẽ gia đình pop ít đấy mẹ ạ Nguyên cả gia đình mình này, bố mẹ này Con này, các em này Mà ai cũng mặc những cái bộ quần áo mà có đồ đều, đều Cái pop ít này Và cuối cùng mình hỏi ra thì mới biết là tác dụng của nó là thay vì phía các bạn ấy chơi pop ít bằng những cái bấm bấm đấy thì bạn ấy những lúc nào rảnh hoặc là buồn tay buồn chân bạn ấy ra đúng cái bức tường này, bạn ấy bạn lại ấn vào những cái hình tròn ăn hình vẽ rồi có những cái khoảnh khắc khi mà chia tay những căn nhà cũ ấy, những căn nhà đi thuê mình đứng rất là lâu và các bạn ấy cũng đứng rất là lâu bồi hồi để tạm biệt những cái bức tranh các bạn ấy vẽ lên trên tường mặc dù nguệch ngoạc mặc dù còn không dịch nổi nó là cái gì nhưng thật sự đấy là những cái dấu ấn là cột mốc là rất nhiều yêu thương Cả những cái kỷ niệm và uh, Cái hành trình lớn lên của các bạn ấy nữa thì Cái này mình nghĩ là Sẽ nhiều phần là do góc nhìn của bố mẹ thôi Với mình thì đấy là một cái phần kỷ niệm Rất là đẹp mình muốn giữ uh, Đương nhiên khi các bạn ấy lớn lên rồi Thật sự không cần phải bố mẹ nói đâu Các bạn ấy sẽ phân biệt được đâu là nơi nên vẽ Đâu là nơi không nên vẽ Bạn Daisy nhà tớ 12 tuổi, 13 tuổi rồi bạn ấy vẽ tranh ở trên cái toan canvas chứ bây giờ đâu bạn ấy còn ngồi vẽ lên trên tường nữa hay là bạn ruốc bốn năm tuổi rồi bạn ấy cũng không còn vẽ lên trên tường nữa không còn thấy đấy là một cái điều phù hợp nữa thì uh, cái quá trình lớn lên các bạn ấy sẽ thay đổi nhận thức các bạn ấy không còn cái việc đấy nữa thì chính những cái ngây ngô những cái nghịch ngoạc hồi bé đấy lại là một cái điều mà khiến cho mình cảm thấy rất là trân trọng và Mỗi lần đi qua đi lại, mình nhìn vào đấy mình tủm tỉm cười và mình có một cái cảm giác à, đây chính là cái ngôi nhà của mình, có dấu ấn của những em bé của mình. Và chính các bạn nhỏ khi mà các bạn ấy bước về nhà của mình, các bạn ấy không thấy là đây mình đang ở một khách sạn rất là đẹp, nội thất rất xinh, bài trí rất là xịn sò mà các bạn ấy có được cái sự gần gũi các bạn ấy chỉ ra được. Đây, chỗ này là chỗ con làm cái này từ hồi con mấy tuổi mấy tuổi. Chỗ kia là con để cái cúp con được giải nọ giải kia hay ở đây là từng là chỗ con ngồi chơi với chị nọ rồi bạn học kia của con và những cái năm covid bọn con ngồi à, cùng nhau học nhóm ở nhà mình thì đấy là cái điều mà mình mong muốn những thành viên ở trong gia đình mình có được cái cảm giác đó khi về nhà mỗi người đều tìm thấy được cái sự an trú và cái dấu ấn riêng và cảm thấy mình thuộc về cái không gian đấy về cái ngôi nhà đấy ừ. đó mới là định nghĩa về, về một tổ ấm tớ cũng thế tớ cũng có trải qua những cái lần mà chuyển nhà nhưng mà có những cái lần rất là buồn ừ. nhiều khi là mình mới phải dọn về nhà mới mặc dù là nhà, ở nhà mới thì mình phải vui nhá ở nhà mới ấy, đáng nghĩa là em phải vui thế nhưng mà có một cái giai đoạn là cần một hai tháng đầu em vẫn không không quen được với cái nếp mới nhiều khi là bởi vì nó yên tĩnh quá rồi là nhiều khi là mình cứ nhớ là ok ở nhà mình vẫn có ông bà ở dưới mình buồn mình có thể rủi xuống rủ bố mẹ uống trà rồi là có quyển sách gì các thứ là mình mang xuống cho mẹ hai mẹ con nói chuyện với nhau hoặc là xem đá bóng với cả bố với cả em chẳng hạn nhưng mà đến lúc mà cái gia đình mình lớn hơn rồi là mình phải đi ra ngoài như thế thì những những cái lúc như thế đúng là có quá nhiều kỷ niệm ở căn nhà đấy và mình không thể mang nó sang căn nhà mới được thế nhưng mà như bạn nói hay là như anh Tuấn chia sẻ đúng một thời gian sau em ở một thời gian sau là khi mà trẻ con nó đã quen ở cái không gian đấy rồi có bàn tay của vợ em rồi là của em chăm sóc ở trong cái không gian đấy rồi thì em thấy dần dần căn nhà nó có có cái hơi ấm và cái đấy rất là quan trọng Với cái căn hộ này của Minh Trang, anh Tuấn ạ, nó rơi vào tầm gần 200 mét vuông chẳng hạn. Thì cách sắp xếp, cách bố trí rồi là không gian thì đối với mọi người là mở một căn hộ rộng như thế thì rất là dễ bài trí các thứ. Thế nhưng mà những cái căn hộ trung bình ý, thì nó hay rơi vào tầm khoảng từ 55 đến khoảng 75-80 mét chẳng hạn. Thế thì anh thấy là với những cái không gian trung bình kiểu như thế cho những cái người mà đang sống sống trong cái thành phố như mình làm thế nào để mình tạo ra một cái không gian kết nối như ở nhà Minh Trang là chúng ta có cái khu ở đằng sau kia nó là một cái sân khấu lớn với các giá sách rồi là cả một cái bàn ăn rất là lớn này để kết nối các thành viên trong gia đình thì làm thế nào để cho các cái căn hộ đấy nó sẽ có cái sự kết nối giữa các thành viên với nhau ở trong những cái không gian nhỏ hơn ạ tức là đây là một cái bài giải và rất rất là, là, là khó và thực ra nó lại là quan trọng nhất cho các cái chủ đầu tư bất động sản như văn phú tức là anh nói giả dụ đối với các cái căn chung cư mà mình thấy là thị trường tiếp thu được nhiều nhất ấy, nó là những cái như em nói và nhu cầu ấy thì thậm chí có khi lại cũng đông như nhà minh trang rõ ràng là cái tình hình tình huống đấy là tình huống thực tế xảy ra thế thì để mà làm được cái việc đấy thì đầu tiên ấy mình phải làm được cái việc thế này này à, khi chủ đầu tư xây dựng phải tạo ra một cái không gian có tính linh hoạt nhất có thể được tức là những cái phần cứng mà tạo ra cái sức khỏe cốt lõi như anh nói là không thể thiếu nhưng mà trong đấy phải linh hoạt nhất có thể được để làm gì để lúc đấy mình phải đưa các cái hệ thống khác vào ví dụ như anh nói là nội thất thông minh vách thông minh và tạo ra các cái sự chuyển động của không gian ví dụ như là của nhà minh trang đủ diện tích thì em cần gì để làm việc đấy nhưng lúc cái kia thì cái chuyện cộng không gian là cực kỳ quan trọng bởi vì nhá anh nói một ngày này sinh hoạt của người ta có giờ ví dụ như em ngủ anh nói cứ từ 10 giờ đến 6 giờ sáng đi thì là cái giờ mình ở trong phòng ngủ 7, 8 giờ sáng là mình bắt đầu đi làm trẻ con đi học và cái giờ mật, mật độ đông nhất chính là cái giờ buổi chiều bọn trẻ con về đúng không thế thì rõ ràng là mình có những cái thời điểm mà trong nhà ấy là người xuất hiện không giống nhau thế thì với cái diện tích rất rất là chật hẹp như vậy thì mình phải tạo ra cái 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 tính linh hoạt cho nó để nó đáp ứng được cái nhu cầu là tại cái thời điểm mà chúng ta cần sinh hoạt nhiều nhất ở đây này thì chúng ta dẹp nó đi nó tạo ra cái dự rộng nhất nhưng đến khi đến cái giờ mà anh nói ví dụ 11 12 giờ đêm làm gì còn ai ở những không gian này nữa đâu. Thì lúc đấy chúng ta lại trở nó ra chúng ta dồn nó cho không gian kia. Thì đấy người ta gọi là cái cái tính linh hoạt, có nghĩa là tại cái 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 cái, cái căn hộ đấy nó phải có một cái 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 độ mở linh hoạt để tạo ra cái cá nhân hóa bởi vì như anh nói cũng cái diện tích đấy nhưng một gia đình nó chỉ có ba người thôi họ không cần phải tạo ra sự linh hoạt đấy họ dùng nguyên bản như cái thứ mà mà chủ đầu tư xây dựng nhưng đối với những người mà có nhà đông người như minh trang cũng trên cái diện tích đấy chắc chắn họ phải kết hợp cái, cái 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 việc đấy họ phải tạo ra cái 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 tính linh hoạt đấy bằng các cái 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 hệ thống mà nội thất thông minh rồi uh, những cái hệ thống mà nó tạo ra uh, các cái không gian mở thế thì đấy là cái giải pháp mà lúc mình vẽ hay lúc mình thi, thiết kế hay lúc mình xây dựng mình phải có được cái đấy thì cho người ta làm chứ bây giờ em làm mà, Nó cứng hết nó vào những cái chỗ phức tạp Không thể di chuyển được thì làm sao có cái độ mở đấy Thì cái câu chuyện đấy rõ ràng là chủ đầu tư phải Thấu hiểu cái việc đó để làm ra cái việc đấy Sẽ trả lời được cho em cái câu chuyện là Trong một tòa nhà có rất nhiều đối tượng Nhưng họ sẽ cá nhân hóa được Đấy nên phải làm được cái việc đấy Thực ra cái căn hộ đầu tiên Của nhà em ấy Khi mà có một bạn Rồi sinh bạn thứ hai Bạn ấy được một tuổi em mới chuyển sang căn hộ tiếp theo thì cái căn hộ đầu tiên đấy nó chỉ gần 70 mét thôi ở một căn chung cư cũ có 7 tầng ấy. và mình thì ở tầng trên cùng là tầng 7 mọi thứ vẫn rất là vừa vặn do đúng như cái ý anh Tuấn nói ngoài việc là nội thất thông minh cách đây 10 năm thì cái nội thất thông minh nó cũng chưa quá phổ biến nếu có thì giá rất là cao nhưng mà mình lại bắt những cái nội thất thông minh nó à, nội thất bình thường mình mình lại bắt cái nội thất bình thường nó thông minh lên bằng cách là mình dùng nó đa dạng công năng hơn ừ. à, một cái bàn ăn nhưng mà hoàn toàn vẫn có thể là làm bàn làm việc của mình vẫn có thể đồng thời làm bàn tiếp khách à, vẫn là nơi mà mình có thể mang cả đồ nghề làm bánh mình mình lau sạch mình làm bánh mình cán bột mình à, nhồi bột ở trên cái mặt bàn đấy được luôn rồi khi mà bạn nhà mình 3 tuổi bắt đầu có nhiều các cái hoạt động liên quan đến bút ấy thì đó cũng chính là cái bàn học đầu tiên của bạn ấy Bạn ấy ngồi ghế ăn là cái hai tre ghế cao Bạn ấy làm việc luôn, bạn ấy chơi luôn Tô màu, nghịch ngoạc gì đó trên cái mặt bàn ăn luôn Hay là em thì không sử dụng cái salon theo kiểu một cái hệ dài cứng như thế này Mà hay thường là các cái đôn nhỏ hay là những cái ghế bin bag, những cái ghế bị thì mình rất là dễ cần một cái không gian lớn để cả gia đình tụ họp liên hoan cả mười mấy người có thể sẵn sàng là dẹp hẳn một cái sàn để ngồi bệt xuống ăn chẳng hạn cái ghế đấy nhấc rất là nhẹ rất là một nhanh. cái yếu tố nữa là anh nói tiếp là thế này cái nhu cầu mà có được một căn hộ thì nó không phải là đơn giản nó là dài hạn anh nói ví dụ như cặp vợ chồng 30 tuổi có một cái căn hộ 6 bảy mươi mét thế thì họ phải là dài hạn dài hạn thì có nghĩa là năm nay hai ba năm nữa họ có một đứa con năm năm nữa họ có hai đứa con thì lúc đấy có thể là tài chính chưa thể nào mà lại tạo dựng ngay được một cái căn hộ lớn hơn thì rõ ràng cái câu chuyện linh hoạt ấy nó phải xuất hiện ở trong cái bài toán từ đầu để đảm bảo rằng là với một cái diện tích nhất định đấy nhưng nó vẫn đảm bảo cho cái sự tiến triển của cái người cái người ở trong không gian đấy là họ họ phải có sức lớn cái căn hộ đấy nó phải có tuổi thì đấy mới gọi là bền vững ví dụ như anh nói ví dụ căn hộ xây dựng xong cái đôi vợ chồng trẻ có một đứa con đến rất là thích nhưng năm bảy năm sau họ có được hai đứa con họ vẫn phải thích chứ còn nếu mà không đạt được cái việc đấy thì cái câu chuyện mà mình gọi là đập đi làm lại nội thất ý nó là cái hạn chế của cái cấu trúc căn hộ đấy ừ, ừ. đúng không bởi vì nó đâu phải là dễ đâu một căn hộ của em nếu mà với một người thu nhập thông thường thì cái tuổi thọ của nó cũng phải 5-7 năm đến mười năm là chuyện bình thường đúng không Đúng không? Thì... Cái quan trọng là mình với vai là người khách hàng ấy Khi mà mình đi ấy Thì mình lại chỉ thường nhìn vào những cái thứ trước mắt một hai năm của mình rồi. Rất là dễ bị thu hút về những thứ đấy Khó mà kiểu... có được những cái như là anh Tuấn mà nói Anh có thấy đấy là cái ngôn ngữ nó đang bị khác nhau Chủ đầu tư nhiều khi là không truyền tải được cái đấy Mà những cái người mà kiểu trải nghiệm nhiều ấy, như kiểu Minh Trang chẳng hạn Chính vì vậy nên thường chủ đầu tư khi muốn phát triển mà có cái độ bền vững lâu dài ấy, Thì họ phải tạo ra một cái sinh thái cái sinh thái tức là gì? Tức là trong đấy của họ có khách hàng mới và khách hàng cũ, cũng như là một cái hướng để tạo ra một cái chu kỳ khách hàng mới. Ví dụ như em là một người đã sử dụng của văn Phú chẳng thì lập tức phải tận dụng em thành một khách hàng thông minh ngay lập tức. Thế thì có nghĩa là gì? Cái kết quả của cái căn hộ mà đã bán cho em ấy nó phải được truyền tải đến những người thân của em. Ví dụ như Minh Trang chưa biết văn Phú là ai thì bạn ông này làm gì nói chuyện với nhau phải ra được cái câu chuyện đấy. Thế có nghĩa là về bản chất khi mà mình xây dựng một cái tòa nhà chung cư nói về chung cư cho nó gọn đi thì trong đấy phải chứa đựng rất nhiều cái giá trị để đảm bảo rằng nó không chỉ có một vài trong năm mà cái người này sử dụng bởi vì mình phải coi trọng họ chứ họ không chỉ là người mua cho mình dự án bây giờ họ còn tạo dựng cho mình khách sạn cái khách hàng tương lai thì đấy là cái câu chuyện rất là quan trọng ừ. và cái đấy là cái mà mình không còn nói quá được cũng không giấu giếm được cũng... mà mà nhá, <laughs> mà anh nói nhá, cái then chốt của cái xây dựng thương hiệu ấy không phải là em làm đẹp để em giới thiệu em bán được hàng. Ừ. Mà là em sử dụng cái căn hộ này 5 năm 10 năm, lúc đấy mới có câu trả lời về thương hiệu. Và nếu mà mình mình không tốt ấy thì lúc đấy là mình lại lại là rất rất dở. Chứ không phải là phải là cái 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 câu chuyện đầu tiên. Nên là đối với cái căn hộ mà mình nói là họ như nó như là một cái cơ thể ấy, thì nó phải được trả lời bằng thời gian và thời gian mới là quan trọng chứ không phải là uh, hấp dẫn một uh, hai năm bán hàng hết thì là thôi nó không phải như thế đấy là chủ đầu tư có tâm thôi thì mới nghĩ được như thế anh ạ ông tức là anh nghĩ là trên mọi góc độ thì nó đều sẽ theo cách như vậy đấy ừ. Ừ. khi mà tớ đến nhà thăm nhà của các bạn tới thì tớ rất là thích hỏi câu hỏi là đâu là góc mà mà bạn là bạn ở trong gia đình bạn là chính bạn ấy chính là cái bếp đây là cái mà tốn rất nhiều chất xám, rất nhiều công sức, rất nhiều đêm thức siêu tập mà ảnh mẫu. thì thực ra cái thiết kế gốc của cái bếp này nó là có cửa lùa ở cả hai phía. thì em hiểu mục tiêu của họ, của những cái người mà xây ra ban đầu là người ta muốn là ngăn mùi này rồi để những cái hình ảnh rồi những cái đồ đạc sử dụng lộn xộn trong bếp nó không bị ảnh hưởng đến cái không gian phòng ăn hay là phòng khách thế nhưng với em thì em lại rất là thích nó là một cái bếp mở mở ở đây nó có rất nhiều ý nghĩa một là mình vừa nấu bếp mà mình vẫn vừa xem được bọn trẻ con đó đang làm gì vẫn vừa trông coi được bởi vì cái giai đoạn cách đây 5 năm khi mà mới chuyển về cái nhà này thì bạn giúp bạn ấy mới sinh mà và bạn bơ thì bạn ấy mới được có hơn một tuổi nghĩa là các bạn ấy vẫn còn những cái độ tuổi mà sẽ dễ bị các cái nguy cơ khi mà thao tác đi lại rồi chơi rồi lở ở trong nhà thì mình lại cần có một cái bếp mà nó thật sự mở để mình vừa ở trong bếp à mình thao tác đủ thứ nhưng mình vẫn vừa quan sát được các bạn ấy làm gì ở bên ngoài thứ hai nữa là những cái món ăn mình nấu thì nó cũng mình cũng không phải là người thích ăn những cái món mà nó có quá nhiều mùi mạnh mà mình lại thích là À, trong nhà vào cái giờ ăn nó lại phải có mùi của của thức ăn và đấy cũng là một cái thứ để tạo cho các bạn ý một cái cảm giác homey mì ấy cảm giác ấm cúng ở trong căn bếp và cũng là một cái thứ thôi thúc cũng tạo nên cái cái cơn đói cho các bạn ý khiến cho các bạn ý muốn ăn muốn uh, ùa ra bàn ăn à, và thứ hai nữa là mình cũng muốn đây là cái không gian không phải chỉ có mỗi mình mình sử dụng nó cũng mở cho tất cả các thành viên khác ở trong gia đình à, và thật sự là nó đã làm được rất là đúng cái vai của nó nghĩa là khi mà mình nấu nướng mình không cần phải mất công thúc giục nhiều các bạn ấy hoàn toàn rất là chủ động ra mẹ ơi con rửa rau con nhặt rau giúp mẹ nhớ mẹ ơi con thích rán cái nọ con thích làm cái kia cuối tuần thì các bạn ấy à, quy hoạch luôn một bữa là bọn con đăng ký một cái bữa này chị Daisy và bọn con sẽ tự làm tất cả các món từ đầu đến cuối là sẽ có một ngày các bạn ấy tự tra công thức tự làm một cái món bánh gì đấy với nhau. Bản thân tớ thì tớ thấy cái việc làm bếp ấy nó sẽ mang lại cho các bạn nhỏ rất nhiều những cái kỹ năng và các cái tính cách rèn luyện các tính cách khác nhau ngoài việc là mình biết nấu ăn để để mình có thể uh, tự phục vụ cho bản thân mình thì nó có rất là nhiều những cái điều thú vị và những cái thứ hay ho các bạn thấy học được thế nên là một căn bếp mở cũng là một cái cách để mời gọi các bạn ấy và khiến cho cái không gian này nó không bị giới hạn và khiến cho cái việc làm bếp nó không mặc định là chỉ có là việc của tớ là người mẹ, tất cả mọi, người, mọi thành viên đều có thể tham gia, chợ, đều đều... Đều... tất cả rồi, mọi em... người đều phải tức nhìn thấy cái... tớ đang làm gì. Được rồi cái như trang nói đó là cái thứ mà khá là khó. là nếu mà để mà ví dụ như bọn anh là người có chuyên môn nhé, ừ. bọn anh xây dựng, bọn anh chia sẻ nhé, thì riêng chia sẻ vào cái bếp trong một không gian ở ấy, thì nó vào cả buổi Nó có rất nhiều nguyên tắc luôn. Tức đúng là không nó rất nhiều, tức là mình không có đủ thời gian Đấy, thuật. để nói về cái câu ừ, chuyện này. Nguyên tắc nhiều, nó có thứ rất làm. nhiều chuyện mà đóng mới mở nó chỉ là một cái thứ mà như em vừa nói nó chỉ là cái mình gặp thấy ngay. Như anh chuyện nói đơn giản thế này thôi. Như lúc nãy mình vừa đang nói chuyện về căn hộ sáu bảy mươi mét đúng không? Ừ. Thế thì sáu bảy mươi mét nó rất khác cái căn hộ của trang, tức là cái diện tích của cái bếp nó cũng nằm trong một cái khuôn khổ nhất định. Thế nhưng mà trong khuôn khổ nhất định đấy, đấy cũng phải, phải đảm bảo là có, có gia đình như trang người ta thích mở thì sao? Nhưng có gia đình lại thích đóng thì sao? Thế thì cái câu chuyện làm thế nào? Rất là hẹn và rất là À, mà nhỉ? thế thì cái việc đấy ấy, nó là ừ. cái việc cực kỳ khó cho một cái việc mình đưa ra một cái phương án để mình xây dựng trong một cái tòa nhà trong tòa nhà đấy có một cộng đồng đến hàng trăm căn hộ sinh sống mà vẫn lại phải thỏa mãn được hết tức là yếu tố mọi thứ phải đảm bảo nhưng cá nhân hoa vẫn phải có ví dụ như trang đến mua cho bà không em thích mở cơ sao anh lại làm đó ví dụ như thế chẳng hạn thế thì cái câu chuyện đấy phải giải quyết được cũng trong một cái tòa nhà cũng vị trí của trang nhưng trên ông bạn lại bảo tôi thích đóng và tôi không thích mở ừ em thấy là cái cái việc đấy nó là không phải đơn giản nó lại phụ thuộc vào lối sống nữa nhá ví dụ nha như gia đình em thì trừ bữa trưa là con đi học bố mẹ đi làm thì không nhưng mà toàn bộ bữa sáng và bữa tối là ăn ở nhà hết cuối tuần hạn hữu lắm mới đi ra ngoài ăn còn lại toàn lại ăn ở nhà và em thì lại rất là hạn chế mua các cái thực phẩm chế biến sẵn mình đều là tự nấu từ các cái nguyên liệu tươi sơ chế hàng ngày rồi rất là thích làm bếp cũng nghiên cứu đủ các món tây tàu bánh trái nên là cái không gian mà để lưu trữ đồ dùng bếp rồi à, lưu trữ các cái nguyên liệu nó cũng vẫn phải đủ lớn rồi tính làm sao để cái flow thao tác ở trong bếp nó cũng thuận tiện rồi những cái thứ kỹ thuật cái này chắc anh tuấn dành hơn em nhưng mà có những cái thứ mà phức tạp quá thì thôi em em cũng bỏ qua nhưng những cái thứ cơ bản như là chiều cao của cái mặt bếp mình phải đo làm sao là khi mà ở cái tư thế đứng của mình thì cái chiều cao của mặt bếp nó sẽ uh, ngang bằng cái 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 chiều tay của mình khi mà mình gập 90 độ cái kiểu tay của mình để đảm bảo là toàn bộ những cái thao tác trên bếp của mình mình thao tác thoải mái mà tay của mình không bị mệt rồi các cái flow liên quan đến sơ chế rửa dọn giống như ở các cái khu vực bếp chuyên nghiệp thì nó có kiểu bếp một chiều ấy thì mình cũng cố gắng mình à, mình 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 áp dụng được cái tinh thần đấy rồi bố trí các cái khu vực tủ kệ gì với các công năng như thế nào để cái phần di chuyển ở trong bếp của mình là hạn chế tối thiểu để việc làm bếp của mình nó không bị mệt đúng rồi đúng không anh đúng rồi cái đấy là cái mà cần phải được thiết kế rất là chuyên nghiệp và chuyên nghiệp đấy ấy, mình phải được trả lời ưng ý của các bà nội trợ chứ còn nếu mà bây giờ thuần túy anh nói thuần túy về cái bếp mà thiết kế kỹ thuật ấy thì nó có một số những cái điển hình mà nó không phải là quá khó nhưng mà sự trải nghiệm để đảm bảo cho người ta có một cái sự linh hoạt là có một sự thay đổi nhưng vẫn thỏa mãn thì cái yếu tố đấy là là mới là khó và trả lời ưng hay không ưng vẫn là các bà nội trợ chứ không thể nào em bảo em vào nhìn thấy cái bếp đẹp đẹp theo kiểu của mình gọi là chụp ảnh mình thấy nó đẹp mà nó là là ok được đâu Đúng những cái của như trang nói mà không thỏa mãn được thì cái bếp đấy lại là không hiệu quả nói đơn giản người nội trợ chiều cao khác nhau này thuận tay trái tay phải là cái bếp nó đã rất là khác nhau ừ, rồi phải thật sự đứng ở đấy làm và trải nghiệm thì mới biết là cái nào nó hợp với mình nhất mà trong nhà của bạn có một cái điểm nữa không biết anh tuấn có quan sát thấy không là trang có những cái chỗ mà để rác phân loại và tái chế rất là hợp lý rất là đặc biệt đến đến năm 2025 thì Việt Nam mới bắt đầu có một cái chương trình là về các cái rác tái chế kiểu như vậy nhưng mà có vẻ như là bạn đã làm cái này từ rất là lâu rồi tại vì tôi thấy nó rất là quy củ hộp đâu ra là là, hộp đấy nhựa đâu ra là, là, là nhựa đấy ừ, thực ra đây là cái thói quen mà mình vẫn giữ từ những năm tháng đi du học nó đã thành một cái thói quen và nó đã phát triển thành một cái phản dạ vô điều kiện rồi nghĩa là mình cứ uống một cái hộp sữa hộp bìa sữa nước hoa quả xong là mình phải xúc rửa nó mình phải cắt phẳng mỡ ra rồi mình xếp gọn nó rồi những cái chai nhựa này hay là những cái hộp nhựa dùng một lần là xong là mình cũng phải uh, rửa sạch mình cũng phải xếp ra nếu mà mình không làm nó thì mình cảm thấy rất là vứt rứt mình cảm thấy rất là khó chịu mình cảm thấy mặc dù <laughs> rất là, rất là tốn luôn. thời gian và tốn công đúng không à, khi mà làm quen rồi thì không tốn thời gian không tốn công đâu mình cũng đông con rồi cũng nhiều việc nhưng mình vẫn duy trì được cái việc đấy thì chứng tỏ là nó không không tốn thời gian tin mình đi anh nghĩ cái phân loại rác ấy, trong căn hộ nó rất là quan trọng nhưng thực ra ấy cái việc đấy đã được để ý và làm cũng nhiều năm nay rồi anh nghĩ là không dưới 5 năm đâu nó chỉ có thế này này khi mà trong cái tòa nhà đấy đã làm cái việc phân loại rồi nhưng cái thói quen của từng thành viên các căn các căn chung cư như em ấy, mình đã làm được cái việc đấy chưa bởi anh nói nhé trong cái thu gom rác của căn hộ nó hết sức quan trọng nó phải đảm bảo là không, không không môi trường tuyệt đối ok thứ hai là trong đấy kiểu gì cũng phải phân loại rác rồi tức là ở trong cái khu thu gom rác nó phải có ba cái thùng rác phân biệt thế có nghĩa từng nhà cái thời gian họ đi họ phải có phân loại từ nhà họ thì họ mới đổ chứ còn nếu mà mang một cái rất là to đến ý, thì nếu mà có cái cái việc mà nó không phù hợp ý, thì có camera ghi lại cái sau đấy rồi sẽ ghi là cái nhà này chưa đáp ứng nhà kia chưa đáp ứng tức là trong cái quản trị về 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 vận hành của tòa nhà đảm bảo cái việc đấy nên thường là đối với các cái chung cư bây giờ ấy, là cái phân loại rác mang tính chất hệ thống ấy ba loại là rất là chuẩn rồi chỉ có cái là cái 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 nhách từng căn hộ ấy mình có cái thói quen không ví dụ như thói quen như nhà em là đã chia rồi thì cái việc mình đa cái ra cái chỗ mình để là rất là phù hợp thế còn nhà họ đang để một cục thế này thì đến đấy họ phải tự chia còn nếu không tự chia thì thực ra ở trong cái camera từng khu vực đấy họ đã ghi lại rồi sẽ biết ngay được là những cái nhà nào mà không đáp ứng được Cái nhu cầu về môi trường Đấy thì tại thời điểm này anh nghĩ là Các cái chung cư Hà Nội là về mặt tỷ lệ lớn ấy, Thì đã đều làm được cái việc đấy rồi Thế còn cái mà nó chưa đạt được Thì anh nghĩ là nó chỉ còn những cái chung cư mà Từ những cái thời kỳ mà xây dựng trước đây độ khoảng 7-8 năm trở về trước Thực ra khi mà đọc sách ấy, Hay là tìm hiểu qua Báo chí, truyền hình, video clip Thậm chí từ chính những cái câu chuyện Mà các bạn nhà mình nói chuyện với bố mẹ ấy, Thì cái việc phân loại rác ấy, nó không tốn thời gian mà nó mang lại rất là nhiều lợi ích cho mình và mình cũng muốn là cái cái việc đó nó sẽ trở thành một cái cái lối sống ở trong gia đình của mình và nó cũng sẽ lại ngấm vào các bạn nhỏ trở thành một cái thói quen và phản xạ vô điều kiện của bạn ấy và khi mà mình phân loại rác mình thấy là uh, nó không chỉ là không phiền không mất thời gian mà nó còn giúp cho cái lượng rác thải của mình nó giảm đi đáng kể và nhất là những gia đình đông thành viên lại đông trẻ nhỏ như mình nếu mà mình không thực hiện phân loại rác thì thật sự là cái áp lực môi trường mà mình mình đẩy ra môi trường ấy nó rất là lớn luôn. Thế nên đấy cũng là một việc mà mình cũng muốn thật sự rất là muốn làm để đóng góp trở lại và giảm bớt những cái cái áp lực về môi trường do là nhà mình đã chót <laughs> có tận 4 bạn nhỏ. Chắc là buổi talk của mình cũng sắp đến những cái phút cuối rồi Tôi sẽ có một cái câu hỏi chung cho cả Minh Trang và anh Tuấn Đối với Minh Trang ạ Trong sau rất là nhiều lần chuyển nhà Rồi là sở hữu nhà cửa từ nhà đất cho đến nhà chung cư Rồi cả một cái làng áo hức nữa Kinh nghiệm của bạn sẽ dồn lại cũng sẽ đến rất là nhiều Kinh nghiệm của anh Tuấn thì qua thiết kế rất là nhiều những cái thứ mà phục vụ cho rất là nhiều người dân sinh sống rồi Thì như hai người thì có sẽ có những cái triết lý gì của riêng mình về mặt kiến trúc không? cái góc nhìn nào của riêng mình về mặt kiến trúc không? cách mà mọi người sẽ có những cái thứ ưu tiên về mặt vật liệu màu sắc hay là không gian mình mong muốn như thế nào? thật sự là chưa bao giờ mình mình ngồi lại để mình tổng kết em cũng chưa bao giờ ngồi lại để tổng kết bởi vì mỗi lần chuyển nhà lại có những đau thương khác nhau và cái nào nó cũng mới mẻ <laughs> nó không có cái nào lặp lại cả thế nhưng nếu mà để để có thể chọn ra được một cái ý chung nhất à, và có thể chia sẻ lại với những bạn mà cũng đang như mình cách đây 5 năm, 10 năm à, đang tìm kiếm hoặc là đang à, có mong muốn là cải, cải tạo cái không gian của mình hay là chuyển những chỗ ở khác thì mình nghĩ cái tinh thần mà mọi người nếu được mọi người nên hướng đến đấy là keep it simple nghĩa là mọi thứ đơn giản thôi bởi vì cái thứ mà mình nghĩ trong đầu là cái thứ mình kỳ vọng nhưng cái thứ mà mình thực sự mình trải nghiệm ấy mới là cái thực tế cuộc sống của mình nên mình bắt đầu với một thứ càng đơn giản thì cái khả năng mình thay đổi chỉnh sửa mình điều chỉnh để cho nó thật sự là phục vụ cái cuộc sống sinh hoạt và nhu cầu của mình thực tế ấy. trong cái ngôi nhà đấy nó càng dễ và cái mục tiêu cuối cùng của một căn nhà là gì ạ ờ, nó không phải chỉ là những bức hình đẹp trên facebook để khoe mọi người một vài buổi tiệc tân gia mọi người đến trầm trồ nó là cái cảm giác tiện dụng thoải mái gần gũi và gắn kết hàng ngày và điều đó phải đến từ không gian hợp lý đồ đạc công năng phù hợp và những cái chi tiết nhỏ nhỏ hàng ngày hàng ngày bồi đắp nên kỷ niệm của những thành viên ở trong gia đình với cái nơi mà mình sinh sống Keep it simple thế còn anh Tuấn ạ? anh thì có một ý kiến đó, uh, từ cái góc độ của cái nhà bất động sản mà cung cấp ra những cái thứ mà như cha mong muốn thế thì anh em nói là rất đúng anh rất đồng ý là cái câu chuyện là uh, cái nơi mà xây dựng tạo dựng căn hộ là nó cần phải đơn giản không phải chỉ chỉ để nó tạo ra cái sự thuận tiện đâu Giá trị trong cái sự đơn giản đấy là văn hóa. Bởi vì sao? Bởi vì khi, khi cái, cái, cái 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 người chủ họ sống trong đấy với gia đình của họ ấy, họ sẽ có một cái sự trải nghiệm trong vài năm thì cái sự đơn giản nó cho phép họ đưa cái cái kỷ niệm trong vài năm đấy nó xuất hiện diện ở trong đấy. Còn nếu em càng đầy ắp lên thì em càng khó tương tác với câu chuyện đấy. Thì đấy là nói về cái, cái câu chuyện tinh thần. Thế còn về góc độ chủ đầu tư ấy thì anh quan tâm đến cái câu chuyện mà anh nhắc lại cái từ lúc đầu, từ đầu của mình trao đổi tức là tại sao mình có một cái từ gọi là sức khỏe bên trong căn hộ thế thì anh chỉ còn nêu một cái việc nhỏ thôi nhưng nó lại rất là quan trọng mà đương nhiên chủ đầu tư phải chú ý rồi nhưng mà người sử dụng căn nhà thì lại càng chú ý tức là tại sao bây giờ mình cứ nghe nói đến uh, vật liệu xanh công trình xanh và bền vững cái rốt ráo của nó cuối cùng là an toàn cho cái môi trường sống của con người bên trong đấy và đương nhiên nếu mình làm được cái việc đấy thì mình sẽ hạn chế được các ảnh hưởng đến ra xung quanh mình tiết kiệm được năng lượng mình tiết kiệm được rất nhiều thứ cho xã hội thế là tóm lại trong này của mình mình để ý đến những cái thứ mà mình cho rằng là rất nhỏ thì mình lại con quan... anh nói ví dụ như là vật liệu sơn vật liệu làm những cái nội thất này này nó phải là vật liệu không phát thải phải là cái vật liệu nhắn xanh anh nói giải dụ nhé ví dụ như văn phú là là trong một số dự án trước đây một vài năm mình đã có những cái dự án mà đạt chứng chỉ xanh thế thì cái câu chuyện trong chứng chỉ xanh ấy, nó có một cái vấn đề về vật liệu và cái vật liệu này nó ảnh hưởng trực tiếp đến đến sức khỏe nói đến cái câu chuyện là cái vật liệu mà nó có những cái thứ mà như phong ban đầy hít hay các thứ thì bọn em đều rất biết rồi đúng không nhưng càng về sau nó càng nhiều cái 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 cái, cái Đi vào chi, tiết hơn. chi tiết hơn ví dụ và. như là trong gỗ này trong trong sơn này nó đều có những cái hóa chất của nó thế nhưng về sau tại sao bây giờ ra thị trường trên thế giới và họ đều phải có là xanh xanh là gì nó hạn chế tất cả những cái hóa chất ảnh hưởng đến con người ở trong đấy Thế thì khi mình làm nhà ấy, mình làm nội thất ấy, thì mình hãy để ý đến vật liệu. Và bỏ qua cái câu chuyện uh, sở thích xanh đỏ tím vàng màu mè ra một bên đã. Hãy chọn lấy vật liệu xanh, tức là những cái thứ mình sơn trên nhà này, đồ gỗ này, mình nên dùng cái thứ mà có nhãn xanh. Tại sao thế? Là những nơi cấp này này, những nơi làm cái này này, họ chỉ có thể được nhãn xanh khi họ 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 sản xuất cái vật liệu này có nguồn gốc được chứng nhận là từ những cái nguồn gốc không có hại. Không có hại cho cả con người lẫn môi trường thì họ mới tổ hợp thành một cái sản phẩm gọi là an toàn ừ. cũng như cái vật liệu mà sơn trên tường này của em này thì nó cũng thế trông thì tưởng là giống nhau màu sắc hiện thực ra như không phải thế thì cái câu chuyện đấy anh chỉ nói lại là những cái thứ rất là đơn giản đấy mình rất là nên để ý dù em có ở chung cư hay em ở nhà thường ấy thì mình cũng nên nên rất là lưu ý bởi vì nhất là con trẻ nhé nó sống nó chùi tay rồi nó sử dụng với cả cái tay là hầu như là thường xuyên thế thì cái phát thải ra ngoài nó không chỉ phát thải là mình tiếp xúc trực tiếp nó phát thải trong cả cái 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 không gian không khí của mình nữa. Nên là cái thứ đó thì trông nó đơn giản nhưng nó rất là nên được chú ý. Thì đấy là anh nghĩ là 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 góc độ đấy là góc độ mà từ cái nhà đầu tư uh, phát triển bất động sản có thể uh, góp ý cho những cái người mà có cái nhu cầu về ở uh, nên để ý những cái chuyện đấy. Nghĩa là bây giờ mọi người có thêm một cái tip đấy. Trước khi quan tâm đến cái vẻ đẹp và cái thẩm mỹ thì mình cần quan tâm đến cái phần khỏe đã, khỏe đã rồi mới đẹp. Đúng rồi, đúng chính xác. Chính xác là như thế. Tớ, um, rất là cảm ơn Minh Trang và Anh Tuấn đã tạo ra một buổi postcast rất là vui ngày hôm nay cảm ơn bạn đã lúc nào cũng đã đón tiếp tới rất là nồng hậu, đồng hậu đồng cảm tiếp tới và cùng ekip cảm ơn mọi người xin cảm ơn uh, quý vị khán giả đã xem chương trình và cùng đón chờ uh, các tập mới của Hoa trong những lần tới cảm ơn các bạn